đàn bà số khổ thường có đặc điểm này. Quý vị thân mến, phụ nữ thường hay mắc một sai lầm lớn, chính là chỉ chăm chăm lo cho chồng con mà quên mất bản thân. Từ đó tạo thành những biểu hiện của phụ nữ mệnh khổ, khiến hôn nhân trắc trở, chứ không phải là sinh ra đã như vậy. Đôi khi, hạnh phúc của một người là do chính họ tạo nên. Sau đây là 7 đặc điểm của người đàn bà số khổ, hôn nhân trắc trở, không được chồng ghi nhận. Đầu tiên là quá mạnh mẽ. Phụ nữ mạnh mẽ đôi khi không phải họ muốn thế. Những thăng trầm, vất vả của cuộc đời, gánh nặng trong gia đình đã mài giũa con người họ trở nên mạnh mẽ, cứng rắn. Tuy nhiên, đó chính là biểu hiện của người phụ nữ khổ hạnh, vất vả. Khi mạnh mẽ, họ thường là người làm chủ gia đình. Công to việc lớn, việc gì cũng đến tay. Hơn nữa, khi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với chồng, người phụ nữ này thường có cái tôi cao nên không bao giờ chịu nhún nhường. Từ đó, tình cảm vợ chồng rạn nứt, lạnh nhạt, hôn nhân đi vào ngõ cụt. Thứ hai là quá hiểu chuyện. Đúng ra, người hiểu chuyện phải rất được mọi người yêu quý, tôn trọng, nể phục. Tuy nhiên, trong hôn nhân thì người phụ nữ quá hiểu chuyện lại thường không được hạnh phúc. Bởi họ quá thấu hiểu người khác, thành ra họ dễ cảm thông, tới mức không hề biết tức giận dù chồng mình làm sai, hay người khác đối xử tệ bạc với mình. Lâu dần, việc ấy sẽ trở thành thói quen, khiến người phụ nữ lúc nào cũng nín nhịn, khổ tâm, nhưng vẫn im lặng chịu đựng một mình. Tất cả là vì gia đình của mình, nên dù họ có cố gắng, hiểu chuyện thế nào đi chăng nữa, thì cũng bị coi là vô dụng mà thôi, thậm chí còn bị coi thường. Thứ ba, hay mềm lòng. Phụ nữ thường sống theo cảm tính, rất dễ mềm lòng. Và đó chính là một biểu hiện của phụ nữ mệnh khổ. Có người khi yêu, chỉ cần người đàn ông quan tâm một chút, đối xử tốt một chút, là họ đã vội vã nghĩ rằng đó là tình yêu, cho rằng anh ta tốt nhất. Hay như dù người đàn ông của mình có làm gì có lỗi, có làm tổn thương mình, nhưng với những người phụ nữ hay mềm lòng, họ vẫn sẽ chấp nhận tha thứ, bỏ qua, và không chỉ một lần. Tha thứ lần đầu rồi lại bỏ qua lần sau. Họ luôn chấp nhận chịu đựng, chấp nhận bỏ quên hạnh phúc của mình chỉ để giữ được chồng. Họ cho rằng làm như vậy sẽ khiến chồng cảm động mà đối xử tốt với mình hơn. Nhưng thực tế là tự làm khổ chính bản thân mình. Thứ tư, quá chăm chỉ. Theo đạo lý, cần cù chăm chỉ là một đức tính tốt đẹp của người phụ nữ từ xưa tới nay. Trong gia đình, một người phụ nữ chăm chỉ xứng đáng nhận được lời khen từ người khác. Thế nhưng, một khi quá chăm chỉ, một mình phải làm tất cả mọi việc, thì người mệt mỏi, khổ sở sẽ là chính bản thân mình. Có những khi phụ nữ làm việc nhà còn vất vả hơn đi làm, nhưng lại không được ghi nhận cảm thông. Một khi đã ở nhà, hàng loạt những việc không tên và không có thời gian rảnh rỗi dành riêng cho bản thân. Hơn nữa, nếu vợ quá chăm chỉ sẽ khiến chồng ỷ lại, lười biếng. Thứ năm là suy nghĩ nhiều. Đàn ông thì vô tâm, mà phụ nữ lại hay đa sầu đa cảm, chuyện gì cũng nghĩ. Nên với những người hay suy nghĩ quá nhiều, quá để tâm tới những lời nói, đôi khi vô tình của đàn ông là biểu hiện của phụ nữ mệnh khổ. Chỉ cần một câu nói, một hành động nhỏ không chủ đích gì của chồng,
cũng có thể làm người vợ nghĩ rằng chồng không còn yêu mình, không còn quan tâm đến mình nữa, không cần mình nữa. Họ luôn suy nghĩ về tất cả những gì mọi người nói xung quanh mình, luôn suy đoán ý nghĩ của người khác, luôn loanh quanh với những mớ bòng bong ấy. Vì thế, làm cho họ không bao giờ thoải mái được. Thứ sáu đó là người phụ nữ toàn năng, có thể làm mọi thứ. Đối với nhiều chị em, họ dành toàn bộ thời gian, sức lực của mình để lo lắng, chăm lo việc lớn việc nhỏ trong gia đình. Việc gì họ cũng muốn tự làm thì mới an tâm. Chính những người phụ nữ như vậy sẽ làm cho người chồng nghĩ rằng vợ mình có thể làm mọi thứ, không cần đến sự giúp đỡ, quan tâm chăm sóc của ai cả. Như vậy có phải chính là phụ nữ tự làm khổ mình không? Cuộc sống gia đình không thể tránh được những va chạm, xích mích, những bất hòa không vui. Nhưng với những người này thì cuộc sống sẽ luôn trong trạng thái mệt mỏi, bức bí. Điều thứ bảy, hay lo lắng. Trong hôn nhân, người phụ nữ sẽ phải trải qua rất nhiều vai trò, từ làm vợ, làm con dâu, đến làm mẹ, đối nội, đối ngoại. Với mỗi vai trò đó, họ sẽ có những nỗi lo lắng khác nhau. Người phụ nữ mệnh khổ thường hay lo lắng, tự tạo áp lực cho bản thân. Trong gia đình, chuyện gì họ cũng muốn gánh vác trách nhiệm và cố gắng để hoàn thành nó. Nếu càng như vậy lâu ngày, sẽ càng khiến người khác ỷ lại và khiến chị em càng ngày càng mệt mỏi hơn mà thôi. Quý vị thân mến, nếu coi bốn thứ này là tất cả, phụ nữ sẽ khổ cả đời. Nên tỉnh ngộ trước khi quá muộn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thứ nhất, đàn ông. Đàn ông và phụ nữ hợp thành một gia đình. Vì lẽ đó nên nhiều phụ nữ sẽ cảm thấy người đàn ông có vai trò vô cùng quan trọng, cảm thấy không có đàn ông là không thể được. Vì thế mà họ hết lòng hết dạ theo người đàn ông, có chết cũng không từ bỏ. Mặc dù có người nói đây là bổn phận, là việc phụ nữ nên làm, nhưng điều này không hoàn toàn đúng. Bởi khi phụ nữ coi đàn ông là tất cả, người đàn ông sẽ không coi trọng người phụ nữ, thậm chí cảm thấy phụ nữ có thể có mà cũng có thể không. Vì thế mới nói, trong chuyện tình cảm này, chỉ có người phụ nữ ngốc nghếch hy sinh. Điều này rất không đáng, bởi thứ họ nhận về chỉ là sự mệt mỏi, ấm ức mà thôi. Điều thứ hai, hôn nhân. Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Vì thế hiện nay, rất nhiều người chấp nhận yêu cả đời mà không muốn kết hôn. Bởi vì kết hôn thực sự sẽ thay đổi rất nhiều. Có thể đàn ông sẽ không thiếu thứ gì, thậm chí còn có được một người giúp việc miễn phí. Nhưng phụ nữ thì khác đấy. Phụ nữ phải hy sinh nhiều cho gia đình, phải từ bỏ giấc mơ hoài bão, ngày ngày lo lắng hết việc này đến việc kia, thậm chí còn bị người khác xem thường. Vì thế mới nói, một khi đã kết hôn, người phụ nữ không nên coi hôn nhân là tất cả. Nếu không, cuộc đời sẽ chỉ quẩn quanh trong lo lắng, hy sinh, và chẳng có phút giây nào nghĩ cho mình cả. Thứ ba là con cái. Sau khi kết hôn, người phụ nữ và người đàn ông sẽ có con cái. Đó là kết tinh của tình yêu. Theo lẽ thường, hầu hết mọi phụ nữ đều yêu con cái hơn cả bản thân mình, coi con cái là tất cả. Vì con cái mà có thể làm bất cứ việc gì. Thế nhưng,
những đứa con sau khi trưởng thành không chắc chắn là đều hiếu thuận với cha mẹ. Thậm chí có những đứa trẻ vì được sống trong sự chiều chuộng, cung phụng của người mẹ mà trở nên ỷ lại, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Vì bản thân mình và vì cả tương lai của con cái, người phụ nữ không nên coi con cái là tất cả. Và điều thứ tư, công việc. Mặc dù công việc là vốn liếng của cách mạng, không có việc làm trong thời buổi ngày nay là không thể được, nhưng công việc không phải là tất cả. Vì thế, không nên vì công việc mà từ bỏ hay không để tâm tất cả những thứ khác. Cũng không nên vì công việc mà khiến bản thân mình phải khổ sở, mệt mỏi. Cho dù bạn có bao nhiêu tiền, cũng sẽ không mua được một cơ thể khỏe mạnh. Chỉ có sức khỏe tốt, con người mới có thể sống lâu dài. Thế mới nói, công việc rất quan trọng, nhưng đừng xem nó là tất cả. Nếu không, bạn sẽ làm một công việc ngốc nghếch nhất là bán sức khỏe, lấy những thứ ngoài thân thể mình. Dù kiếm được rất nhiều tiền, nhưng sẽ có lúc tiền đó chỉ để dành đi bệnh viện. Kết quả là sẽ khổ sở một đời. Là phụ nữ, hãy ghi nhớ đừng bao giờ coi đàn ông, hôn nhân, con cái và công việc là tất cả. Nếu sống kiểu đó, một điều có thể chắc chắn là các bạn sẽ rất mệt mỏi, căng thẳng, không bao giờ hết lo lắng. Hãy trân trọng và nâng niu bản thân, trân trọng sinh mệnh. Chỉ khi mình sống tốt, mọi thứ xung quanh cũng mới có thể trở nên tốt đẹp.